Vâng, em Nam Tép xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cửa hàng em về được hai con đẩy một u của gia Tenzone, model là A2006, đẩy nguồn xung các bác nhé, chạy mạch class D, con này chạy mạch class D. Thì đây là một cái trong những cái dòng đẩy mà nguồn xung máy một u hiếm hoi mà hàng bãi mà bên em nhập được. Thì nói chung là con này thì giá tiền nó khá là hợp lý, đối với dùng karaoke gia đình nó hợp lý cả về công suất, hợp lý cả về tiền, và nói chung là và thiết kế của nó cũng khá là đẹp. Thì nói chi tiết về cái con này luôn cho các bác xem. Thì toàn bộ mặt trước của nó là bằng mặt phay nhôm đấy, thay nhôm nguyên đấy, phay bằng nhôm hết đấy. Rất chi là đẹp, hai chiếc đắt nằm ở giữa, đèn quắc nháy lên nháy xuống ở giữa luôn đấy. Phía trước đây là có sau cái chọn lỗ thu gió nó đều là có âm để nó lọc bụi đấy. Mặt phay nhôm rất chi là đẹp các bác nhá. Thì về nội thất của con này thì về nó khá là giống với lại con máy bên em đang bán trong thời gian vừa qua, đó là con đẩy rốc đấy, nó cũng là mạch class D, máy móc thì hầu như là giống y chang nhau đấy. Tuy nhiên con rốc của nó là máy 4 kênh, còn con này là máy 2 kênh các bác nhá, máy 2 kênh. Này toàn bộ đây, hàng rất chi là đẹp đấy. Các bác xem nội thất của nó. Thì cái hàng này nói chung là nó cũng là hàng hiếm các bạn. Thì bên em lấy về chỉ được có hai con thôi, hai con. Đây về phía trước phía sau của nó đây, đi qua lên phía sau cho các bác xem. Đây đấy, con này nó có lỗ, hai lỗ để mà chúng ta hai ra kênh 1, kênh 2. Còn cái lỗ đỏ này là đánh chế độ Braille các bác nhá, có đánh Braille để đánh sốc á. Đấy, thì chúng ta là ở đây chúng ta gắn vào cổng này khi mà chúng ta đánh Braille. Đấy, Braille tức là hai kênh dồn thành một. Đấy, và đây là có cái nút này, đánh Braille là chúng ta gạt sang nút Braille đây. Còn bình thường chúng ta để shifter, để nút giữa đây là shifter tức là đánh riêng hai kênh. Đấy, đánh riêng hai kênh các bác nhá. Thì con này công suất của nó khá là hợp lý để dùng karaoke gia đình các bác. Con này thì công suất của nó là 600W một kênh ở 8 ohm và 1100W một kênh ở 4 ohm. Đấy. Khi mà chúng ta đánh Braille lên thì nó khá là lớn. Đánh Braille thì nó dồn để hai kênh thì nó là 2300W. Tức là chúng ta có thể đánh con này, chúng ta đánh súp thoải mái, đánh một cặp và súp đơn ok luôn. Cực kỳ là khỏe. Đấy. Thì đối với cái công suất mà nó 600W ở 8 ohm và 1100W ở 4 ohm thì chúng ta có thể đánh được hai cặp full 30, nói chung là thoải mái luôn. Đánh gọi là em không phải đánh và đánh căng luôn đấy. Còn tất cả những cái loa mà karaoke gia đình thì theo em là con này đánh đáp ứng được hết. Chỉ có là loa sân khấu đánh full đơn, đánh full đôi hoặc đánh súp thì con này là nó chưa đánh được, tại vì nó mới chỉ là 600W một kênh thôi. Tuy nhiên là nếu như mà karaoke gia đình thì chúng ta mua những cái con đẩy như thế này là cực kỳ là hợp lý. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là máy một u nó rất chi là nhỏ gọn để nó mỏng, để rất chi là sang trọng, và thứ hai nữa là công suất nó vừa phải. Bây giờ mà những cái máy mà chúng ta mua những cái máy mới nó rơi vào tầm hơn 1000W thì cái đó nó hầu như nó phục vụ với karaoke ở ngoài trời hơn, tức là công suất nó lớn. Còn gia đình chúng ta chỉ tầm là 600W thì là ok. Thì bên em hôm trước là bao cũng rất nhiều các clip mà cũng chia sẻ rằng là đối với cái đẩy là 600W là cái đẩy tiêu chuẩn để chúng ta đánh karaoke gia đình là ok. Tại vì nếu như mà lớn hơn thì nó lại dư, mà bé hơn thì nó lại chưa đủ. Thế tức là với 600W thì chúng ta có thể đánh được cả full 30 hoặc full 40. Đấy, đánh gia đình là chúng ta đánh tất cả luôn. Thì con này thì giá của nó thì khá là hợp lý thôi bác. Giá bên em bán cho các bác có hai con thôi là 5 triệu đồng một con các bác nhá. 5 triệu đồng ngoài giá tại cửa hàng. Đấy, máy rất chi là đẹp, hàng nguồn xung này thì máy này rất chi là bền. Thì hôm nọ là bên em bán nguồn xung của Rock của hàng của Mỹ ấy, thì nó cũng chạy máy này y chang luôn, ruột gan này không khác gì cả. Thì con Rock thì nó giá nó hợp lý, nó cũng hợp lý, và thứ hai nữa là máy nó rất chi là bền, hầu như về là không có cái chuyện là hàng bị lỗi gọi. Đấy, toàn bộ nội thất của nó đây, cái khu nó có hai khu bên này là khu bên nguồn và bên này là bên công suất. Đấy, công suất các cái bo này là bo tín hiệu và có bo áp. Đấy, toàn bộ là dùng là đẩy này, đẩy dùng đẩy Ford. Nếu chúng ta thấy là đẩy của hãng Ford, hãng cực xịn luôn. Và một cái đặc điểm này chúng ta thấy là nó đẩy nó dùng quên đi xin lỗi là tụ của hãng Ford.
và con tụ là nó hoạt động với mức điện áp khá là cao cho các bác, 200V. Đấy, 200V. À, khi mà những cái đẩy mà nó hoạt động ở mức điện áp này thì nó đẩy nó rất là khỏe. Đấy, khỏe cực kỳ luôn. Những cái mạch mạch như class D, class TD thì toàn bộ là nó dùng điện hầu như là đến 200V hết. Thì khi mà nó hoạt động với mức điện áp lớn thì con đẩy nó khỏe, thì nó mới khỏe được. Chứ còn những cái đồng đẩy như mạch class AB thường thường thì nó chỉ hoạt động ở mức 50V thôi. Con này là được 200V. Đấy. Các bác xem nhá, toàn bộ ruột gan của nó đây, rất chi là đẹp hàng đấy. Máy 1U thực sự là đây là một cái máy 1U rất hợp lý các bạn. Giá tiền hợp lý cho các bác. Đấy. Đấy các bác nhá. Ngắm lại hai con. Rất chi là đẹp, mặt phay nhôm. Đấy. Thôi em xin kết thúc video tại đây nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em nhé, số điện thoại trên màn hình nhé. Và hàng này thì bên em sẽ ship toàn quốc cho các bác nhé. Tuy nhiên là cái giá này là chưa bao phí ship. Và một cái đặc điểm nữa rằng là hàng này có được bảo hành cho các bác 1 tháng. Đấy. Sau 1 tháng nếu lỗi gì là bên em sẽ sửa chữa và tính phí cho các bác. Còn những hàng này thì các bác không phải lo cái chuyện là sửa được hay không. Các bác đừng có cháy là gọi cháy điện thui mất vỉ đấy thì mất vỉ hoặc là nó thủng hư vỉ thì không thể sửa được, chứ còn nếu như lỗi thì bình thường thì bên em sẽ có người sửa được cho các bác ngon lành luôn. Các bác yên tâm mà sử dụng, không bao giờ lo cái chuyện là không sửa được các bác nhé. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào và hẹn gặp lại nhé.